môn bên phía đằng Bắc, còn các cầu thủ Minh Thọ bảo vệ cầu môn bên phía đằng Nam. Các cầu thủ Minh Thắng ra quân với trang phục áo trắng quần đen. Các cầu thủ thôn Minh Thọ ra quân với trang phục áo cam quần cam. Vâng, chúng ta sẽ liên hệ được ngay đến đội tuyển Hà Lan, đó là cơn lốc màu da cam. Còn với đội tuyển Minh Thắng là chiếc áo mang dáng vóc của đội tuyển Anh với màu áo trắng. Lúc này các cầu thủ Minh Thọ đang triển khai bóng bên phần sân. Và một tình huống rất nguy hiểm. Rất may trong tình huống vừa rồi, bóng ở ngoài vòng cấm của các cầu thủ Minh Thọ. Một quả đá phạt trực tiếp cho các cầu thủ Minh Thắng. Và ngay từ đầu hiệp 2, các cầu thủ Minh Thắng cũng như Minh Thọ đều có sự thay đổi người để tăng cường hóa lực sức tấn công trong hiệp 2. Các cầu thủ thôn Minh Thắng, cầu thủ mang áo số 8 vào sân và ra sân là số 5 Tú Tài. Các cầu thủ thôn Minh Thọ vào sân là số 12 và ra sân là Đức Toàn mang áo số 7. Rất nguy hiểm nhưng không qua được hàng rào các cầu thủ Minh Thọ. Một quả đá biên cho cầu thủ Minh Thắng. Vâng, như chúng tôi cũng đã có cái họp báo trước trận đấu, cả hai đội tuyển Minh Thắng cũng như Minh Thọ là hai đội tuyển khá mạnh trong bảng đấu của mình. Chính vì vậy ở trận thi đấu này, đội nào giành được kết quả thuận tiện hơn thì đội đó sẽ có ưu thế rất lớn ở bảng đấu của mình. Và cả hai đội đang thi đấu trong hiệp 2 rất quyết tâm. Sau khi những phút thăm dò ở hiệp 1, bước vào hiệp 2, cả hai đội tuyển đang đun sức. Lúc này các cầu thủ Minh Thọ đang được hưởng một pha đá biên. Một pha chưa bóng vào trong. Tuy nhiên bóng đi hơi cao, các cầu thủ Minh Thọ đánh đầu không được trong tình huống bao giờ. Phát bóng lên cho các thủ thôn Minh Thắng. Vâng, kính thưa quý vị các bạn, cả đội tuyển thôn Minh Thắng và đội tuyển thôn Minh Thọ là hai đội tuyển rất mạnh của các giải bóng đá thiếu niên xã Minh Lộc. Đã 23 giải trôi qua, các cầu thủ thôn Minh Thọ cũng đã dành cho mình được 4 chức vô địch. Các cầu thủ Minh Thắng cũng không chịu kém cạnh, họ cũng giành được 4 chức vô địch. Đây là cả hai đội tuyển ở phía đông của khu vực miền biển của xã Minh Lộc. Hai đội tuyển rất mạnh và có truyền thống bóng đá lâu dài của giải bóng đá thiếu niên. Và duyên lợi đưa họ tiến vào trận chung kết trong mùa giải năm 2019. Mùa giải thiếu niên xã Minh Lộc lần thứ 23. Sau đó đội tuyển thôn Minh Thọ đã đánh bại các cầu thủ thôn Minh Thắng trên chấm đá luân lưu và giành chức cúp vô địch của mùa giải năm 2019. Và trong mùa giải năm 2022, mùa giải lần thứ 24, cả đội tuyển Minh Thắng và Minh Thọ tiếp tục có duyên lợi gặp nhau. Các cầu thủ Minh Thọ đang tấn công rất nhanh. Quốc đạt làm gì đây? Qua người. Một pha đá bóng rất dứt khoát của hậu vệ Minh Thắng. Bóng chạm Quốc Đạt đi ra ngoài, phát bóng lên cho cầu thủ Minh Thắng. Vâng, thời gian đang rất ủng hộ cả hai đội tuyển thi đấu trên sân. Bóng được truyền qua lại giữa hậu vệ và tiền vệ của các cầu thủ Minh Thắng. Tuy nhiên Quốc Đạt đã giành được bóng. Quốc Đạt không qua được hai cầu thủ Minh Thắng áp sát vào. Quá nguy hiểm, rất may hậu vệ của Minh Thọ đã cảnh giác trong tình huống vừa rồi. Thank you.
mùa giải 2024. Mùa giải lần thứ 24. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang được chứng kiến những tình huống ở hiệp thi đấu thứ hai. Và trong mùa giải năm 2022, giải đấu lần thứ 24 của xã Minh Lộc, chúng ta đang được chứng kiến lượng cổ động viên, khán giả về cổ vũ cho trận đấu rất chi là đông đảo. Cổ động viên của Minh Thắng cũng như cổ động viên của Minh Thọ, đây là hai cổ động viên rất nhiệt tình, máu lửa trong các mùa giải bóng đá thiếu niên xã nhà. Vâng, một pha đá phạt gián tiếp cho các cầu thủ tốt Minh Thắng sau một lỗi không ăn ý của thủ môn và hậu vệ của Minh Thọ. Vâng, đây là một pha đá phạt khá nguy hiểm và các cầu thủ Minh Thọ đang làm hàng rào. Liệu các cầu thủ Minh Thắng có tận dụng được pha bóng này? Vâng, hàng rào của Minh Thọ đang lập hàng rào. Sút không vào. Vẫn không vào. Sút vẫn không vào. Vâng, các cầu thủ Minh Thọ đã làm hàng rào, hàng chắn rất tốt trong tình huống vừa rồi. Bóng được các cầu thủ Minh Thắng sút với lực rất cao, tuy nhiên không qua được các hậu vệ của Minh Thọ. Tỷ số vẫn đang là 0-0. Vâng, lúc này các cầu thủ của Minh Thọ đang là những cầu thủ được đá biên. Một pha phát biên lên rất mạnh của hậu vệ Minh Thọ. Một pha tung người bóc bóng của hậu vệ Minh Thắng. Bóng vẫn còn trong sân. Một pha đi bóng rất tốc độ của tiền vệ của Minh Thắng. Khá kỹ thuật. Tiếp tục là một pha đi bóng kỹ thuật. Tiếp tục ba người. Số 7 làm gì đây? Không qua được cầu thủ thứ tư của Minh Thọ. Quốc Đạt. Hôm nào đi em? Vâng, chúng ta đang nhìn thấy những pha đi bóng hết sức kỹ thuật của cầu thủ mang áo số 7 bên phía Minh Thắng. Đây là cầu thủ có kỹ thuật rất tốt. Bên phía Minh Thọ thì có Quốc Đạt, bên phía Minh Thắng thì có cầu thủ mang áo số 7, đó là Thanh Tùng. Vâng, Thanh Tùng gọi Quốc Đạt trả lời. Vâng, lúc này các cầu thủ Minh Thắng xin thay người. Các cầu thủ Minh Thọ xin thay người. Vào sân là cầu thủ Văn Lâm mang áo số 5. Ra sân là cầu thủ Anh Văn mang áo số 2. Vâng, với luật thi đấu bóng đá 7 người và áp dụng quy chế của giải bóng đá thiếu niên xã Minh Lộc tổ chức, mỗi một trận đấu được thay 5 cầu thủ. Cầu thủ bị thay ra sẽ không được trở lại vào sân. Chính vì vậy các ban huấn luyện của các đội tuyển luôn đưa ra các tình huống thay người chiến thuật cũng như đảm bảo toàn bộ sức khỏe cho đội tuyển của mình. Và đội tuyển Minh Thắng đã áp dụng một quyền thay đổi người, trong khi đó các cầu thủ Minh Thọ đã thay đến người thứ hai. Và các cầu thủ Minh Thọ đang được hưởng một pha đá biên lên. Đứng trước bóng lúc này đang là Văn Lâm, cầu thủ số 5 mới vào sân. Một pha phát bóng lên rất mạnh của cầu thủ Văn Lâm. Không qua được Văn Lâm, tiếp tục. Vẫn không qua được Văn Lâm. Văn Lâm là một cầu thủ vừa trở về sau những ngày hè nóng rực và du lịch tại thành phố biển Nha Trang. Một cú sút xa. Vâng, bóng đã đi hết một pha đá phạt đền, phát bóng lên cho các cầu thủ Minh Thọ. Đến lúc này các cầu thủ Minh Thọ xin thay người.
Các cầu thủ Minh Thọ xin thay người vào sân là cầu thủ Đức Văn mang áo số 9, ra sân là Văn Sửu mang áo số 12. Vâng, lúc này các cầu thủ Minh Thọ đã dùng 3 quyền thay người. Cái gì? Có bàn nào chưa? 2-0. Vâng, chúng tôi tiếp tục được điểm qua toàn bộ các mùa giải vừa qua của giải bóng đá thiếu niên xã Minh Lộc. Giải bóng đá thiếu niên xã Minh Lộc được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1997. Và ở năm 1997, đội tuyển giành chức vô địch là đội tuyển thôn Minh Hùng. Vâng, có sự nhầm lẫn. Mùa giải năm 1997, đội tuyển giành chức vô địch đầu tiên là đội tuyển thôn Minh Phú. Nay đội tuyển Minh Phú thì đã nhập với Minh Thành, tạo thành thôn Phú Thành. Vâng, đây là một trong những cái lôi đầu tiên của nền bóng đá xã nhà trong những năm qua. Mùa giải thứ hai là mùa giải mà các cầu thủ Minh Hùng, đó là năm 1998, giành chức vô địch. Sau đó liên tiếp 2 năm liền, các cầu thủ thôn Minh Hùng đều giành chức vô địch. Cho đến các mùa giải tiếp theo của giải bóng đá thiếu niên xã Minh Lộc. Và 10 năm trở lại đây, gần như cúp luôn hướng về vùng biển. Trong đó có 4 đội tuyển rất mạnh, đó là Minh Thắng, Minh Thọ, Minh Đức và Minh Hải. Liệu mùa giải năm 2022, mùa giải bóng đá thiếu niên xã Minh Lộc lần 24, cúp vàng sẽ về với đội tuyển nào? Năm nay trước họp báo chúng tôi có quan sát, cũng như trước những ngày họp báo và thăm dò, chúng tôi nhận thấy có mấy đội tuyển là ứng cử viên cho chức vô địch năm nay. Trong đó có đội tuyển Minh Thắng cũng như Minh Thọ, và đặc biệt là đội tuyển thôn Minh Hùng. Đội tuyển thôn Minh Hùng là đội tuyển được đánh giá rất mạnh trong mùa giải năm nay. Đây là cái đây anh này. Đây anh này. Sao bây giờ chưa? Chưa anh, còn cái tầm khoảng 10-15 phút đó. À, đã giải rớt nhỉ? Thì... Vâng, và kính thưa toàn thể quý vị và khán giả thân mến, chúng ta vừa đến với huấn luyện viên Vũ Huy Dương, rất là dí dỏm người tới toàn thể quý vị và khán giả những tình huống thi đấu trên sân của các cầu thủ. Và bây giờ tiếp tục xin được chào đón cũng như hân hoan tới toàn thể quý vị hướng mắt về sân đồng Minh Lộc để theo dõi tiếp tục những diễn biến của hiệp thi đấu thứ hai, trận đấu mở màn giữa Minh Thắng và Minh Thọ. Và vừa rồi trọng tài đã cho đội tuyển Minh Thắng được hưởng một quả sút phạt. Vị trí sút phạt khoảng khu cách khung thành 25m. Và bây giờ chúng ta sẽ chờ pha phối hợp đến từ các tuyển thủ Minh Thọ như thế nào. Được chưa, bóng là cầu thủ mang áo số 12. Không phải là một pha dứt điểm ngay, nhưng Thanh Tùng có một pha xử lý kỹ thuật bằng chân trái không thành công. Và một quả đá biên lên cho các cầu thủ Minh Thọ. Cho ra ngoài luôn đi em. Thời gian thi đấu của trận đấu diễn ra 2/3. Tuy nhiên tỷ số vẫn là 0-0. Rất tốt, có thể ra chân. Không được. Và bây giờ dứt điểm không vào. Cơ hội đã thuộc về cầu thủ bên phía Minh Thọ. Xin lỗi, Minh Thắng. Và đó là cầu thủ mang áo số 6, Đức Tuấn, có một pha dứt điểm bóng đi vào xa ngang. Yeah.
Vừa rồi cơ hội rất ngon ăn dành cho các cầu thủ Minh Thắng, tuy nhiên một pha dứt điểm bóng đi không chính xác. Một bàn thắng ngay giờ phút này sẽ mang về cho trận đấu trở nên vô cùng hấp dẫn. Rất kỹ thuật. Vừa rồi là pha xử lý kỹ thuật của cầu thủ Thanh Tùng mang số 7. Công cho Minh Thắng. Không, trọng tài nói không và tiếp tục. Tiếp tục phản công cho Minh Thọ. Đức Toàn chuyền bóng sang cho thủ mang áo số 9 Văn Đức. Nhưng không, bóng đã thuộc quyền kiểm soát của thủ môn bên phía Minh Thọ rồi. Và tiếp tục là một pha đưa bóng lên rất mạnh. Số 10 bên phía Minh Thọ đã dùng tốc độ để theo đường truyền vừa rồi. Đó là cầu thủ Quốc Đạt. Với một tốc độ bất tốc lên tới 125 km/h. Vâng, và Quốc Đạt có tốc độ rất giống Văn Toàn của Hoàng Anh Gia Lai. Qua người kỹ thuật, đó là cầu thủ mang áo số 5. Số 5 bên phía Minh Thắng vừa có một pha qua người. Anh mang tên Tú Tài. Và tiếp tục một quả sút phạt dành cho các cầu thủ Minh Thắng. Tú Tài đưa bóng sang, không vào. Một pha dứt điểm ngay. Không có một pha chạm bóng nào của cầu thủ Minh Thắng. Số 8 bên phía Minh Thọ là cầu thủ Văn Dương có những pha dứt điểm bóng đi rất đẳng. Một pha bắt bóng rất lạnh lùng theo phong cách của Bùi Tiến Dũng. Vâng. Và nhìn thủ môn bên phía Minh Thọ cũng rất giống Bùi Tiến Dũng của đội tuyển U23 Việt Nam trước đây. Hiện giờ thì đang thi đấu cho thành phố Hồ Chí Minh. Đúng không? Đúng không? Quá chuẩn những cái. Cứ từ từ rồi sẽ hiểu nha. Cứ từ từ. Một đường truyền về. Và tiếp tục là một quả đá biên dành cho các cầu thủ Minh Thắng. Trọng tài ơi, trọng tài ơi. Trọng tài. Trọng tài biên ơi. Bình luận viên. Pha đá biên rất mạnh. Minh Thắng vẫn kiểm soát bóng. Văn Đức có thể ra chân được không? Không được. Vừa rồi một pha xử lý bóng tương đối rối của các cầu thủ Minh Thắng, không thể tung ra cú dứt điểm trong tình huống vừa rồi. Và bây giờ Minh Thắng được hưởng một quả đá biên. Đánh đầu. Một pha chuyền bóng rất mạnh và cầu thủ đã nhảy rất cao để đánh đầu trong pha bóng vừa rồi là cầu thủ mang áo số 12. Trận đấu đang diễn ra với tốc độ trung bình khá. Phạm lỗi rồi. Một pha đẩy sau của các cầu thủ Minh Thắng. Tú Tài đã phạm lỗi với cầu thủ mang áo số 6 Trọng Nhân. Và bây giờ là một quả sút phạt dành cho các cầu thủ Minh Thọ.
làm gì với đôi chân rất khỏe của Văn Dương. Văn Dương có những pha dứt điểm rất giống với Lương Xuân Trường của đội tuyển Hoàng Anh sau này. GFG Văn Dương không vào, một pha úp bù bóng đi rất căng, tốc độ 156 km/h. Anh em bây giờ em không có giấy mà xin tay người đâu nhỉ? Đây hỏi anh trưởng ban tổ chức. Anh em không có giấy xin tay người đâu nhỉ? Rất may là hậu vệ bên phía mình thắng cũng đã kịp thay thủ môn để cản phá trong pha bóng vừa rồi. Số 2 Bình Dương. Số 2 Bình Dương. Được bóng lên rất mạnh. Cầu thủ đang thi đấu ở vị trí trung vệ của Minh Thắng đang đảm nhiệm rất tốt vai trò của một thủ lĩnh. Đây là trung vệ bên phía Minh Thắng, cầu thủ mang áo số 14. Rất tốt, quá người rồi. Có thể dứt điểm. Không vào. Một pha đi bóng tương đối đẹp của cầu thủ mang áo số 6 bên phía Minh Thắng. Minh Thắng có sự thay đổi người. Đình Duy vào sân, mang áo số 2, ra sân là cầu thủ Tú Tài mang áo số 5. Đình Duy mang áo số 2 được huấn luyện viên trưởng tung vào sân ở những phút quan trọng. Một quả đá biên cho Minh Thọ. Văn Lâm. Minh Thắng phản công, chuyền bóng sang. Chắc chắn là một thẻ vàng rồi. Đúng là như vậy. Một pha phối hợp có thể nói rằng quá đẹp đến từ các cầu thủ mặc trang phục màu tím. Minh Thắng vừa có một pha phản công rất tốt và một đường chuyền có thể nói rằng đã làm loại bỏ phòng ngự bên phía Minh Thọ. Và chỉ có một pha tiểu xảo đến từ cầu thủ mang áo số 5. Vâng, trong bóng đá thì đương nhiên rồi, tiểu xảo cũng là một gia vị của bóng đá. Và tất nhiên trả giá của những pha xử lý tiểu xảo đó sẽ là những tấm thẻ. Và vừa rồi chiếc thẻ vàng dành cho Văn Lâm mang số 5, một pha sút phạt rất nguy hiểm. Vị trí sút phạt cách khung thành khoảng chừng hơn 10 mét. Vâng, gần 10 mét. Và bây giờ Minh Thắng dứt điểm. Không vào. Rất đáng tiếc cho pha sút phạt vừa rồi. Hàng phòng ngự của Minh Thọ cũng tỏ ra rất kiên trì. Và bây giờ phản công cho Minh Thọ. Có không? Không được. Nguy hiểm quá, chuyển bóng về. Vẫn còn. Quốc Đạt. Rất dẻo. Quốc Đạt thì thường có những pha xử lý rất giống Neymar. Và cầu thủ Minh Thọ chưa bao giờ. Không được. Một pha chuyền bóng sang của Trọng Nhân. Và Văn Đức không thể tiếp được đường chuyền vừa rồi cùng với Quốc Đạt. Bên phía Minh Thọ. Văn Đức. Không biết gì đâu, chưa hề nói gì đấy.
pha bóng lên rất mạnh. Tiếp tục quả đá biên dành cho các cầu thủ Minh Thọ. Kính thưa quý vị và khán giả thân mến, chúng ta đang theo dõi những diễn biến ở hiệp thi đấu thứ hai, trận đấu giữa đội tuyển Minh Thắng và Minh Thọ. Tỷ số vẫn là 0-0. Rất cần có một bàn thắng trong tình huống những phút cuối của hiệp thi đấu này. Và hiệp thi đấu thứ hai được bù giờ 2 phút. Dứt điểm. Lại một cơ hội dành cho các cầu thủ Minh Thắng. Cầu thủ dứt điểm trong pha bóng vừa rồi là cầu thủ mang áo số 7, Thanh Tùng. Một quả đá phạt góc dành cho Minh Thắng. Nếu như hai đội tuyển cầm hòa nhau trong trận đấu này thì mỗi đội tuyển được một điểm. Đánh đầu. Rất đáng tiếc cho các cầu thủ Minh Thắng trong pha bóng vừa rồi. Người thực hiện quả đá phạt góc là cầu thủ mang áo số 2. Vâng, người dứt điểm trong pha bóng vừa rồi. Vâng, người dứt điểm trong pha bóng vừa rồi là cầu thủ mang áo số 2. Một pha dứt điểm bóng đi rất căng nhưng không chính xác một chút mà thôi. Nếu không thì bàn thắng sẽ rất rõ ràng cho các cầu thủ Minh Thắng. Một quả đá biên. Những phút bù giờ hai đội tuyển cần phải cẩn thận trong khâu phòng ngự của mình. Nếu như không nói lời đáng tiếc trong những phút cuối cùng. Và bây giờ một quả đá biên dành cho Mỹ Thọ. Vâng, xuất phạt. Dứt điểm. Không vào. Cũng rất đáng tiếc cho các cầu thủ Minh Thọ và người hâm mộ của đội tuyển mặc trang phục da cam. Vâng, và Minh Thắng gọi thì Minh Thọ trả lời. Một đáp trả rất năm miếng trả miếng. Từ em ơi, bóng sống đừng ra đấy. Quý ơi quý, bóng đừng sống đừng ra thay người. Khi nào bóng chết ra biên với hết thay. Rất hay cho những phút bù giờ hai đội tuyển đã có những cơ hội và Minh Thắng có sự thay đổi người. Mạnh Tùng vào sân và ra sân là cầu thủ Đức Tuấn mang số 6. Thời gian chỉ còn tính bằng giây thôi. Có lẽ hai đội tuyển chia nhau mỗi đội một điểm sau khi trở về nhà với trận mở màn của mùa giải năm 2022. Một điểm cũng là điều tuyệt vời rồi. Hai đội tuyển ngày hôm nay thi đấu cũng tương đối gay cấn. Liệu ở những giây cuối cùng này đội tuyển nào có làm được bất ngờ không? Bóng đúng trọng tài là phải dừng lại đấy. Luật mới mà. Đúng rồi. Một quả đá biên. Luật mới là dừng lại. Tài lăn bóng. Đúng không? Đây đấy. Dừng lại lăn bóng cho đội đang xử lý bóng. Đúng rồi. Phản công cho Minh Thọ. Dứt điểm. Quá đáng tiếc cho Minh Thắng. Hãy chung kim 200 cho cầu thủ ghi bàn. Một pha có thể nói úp cầu quá đẹp. Bóng đi hình quả chuối. Một cầu vòng trong một chiều ngày hôm nay đã được diễn ra. Quá đẹp. Bàn thắng quá đẹp. Tỷ số được mở 1-0 cho đội tuyển Minh Thọ. Nó vuốt đẹp nhá. Nói quá đẹp luôn. Và có thể nói quá đáng tiếc cho các cầu thủ đến từ Minh Thắng trong những tình huống vừa rồi. Và chúng ta chỉ còn chờ đợi trận đấu này khép lại. Vâng, xin chúc mừng đội tuyển Minh Thọ đã mở màn cho trận đấu đầu tiên với 3 điểm. Rất đáng tiếc cho các cầu thủ Minh Thắng đã thi đấu quá hay.
quá hay và rất tốt từ đầu trận đấu tới giờ. Vâng, nhưng chỉ một phút sơ sẩy thôi. Có thể là Vâng, xin mời đội trưởng đến từ đội tuyển giành chiến thắng trong buổi chiều ngày hôm nay trận mở màn. Xin mời. Vâng, và xin mời cả đội trưởng đến từ đội tuyển Minh Thịnh cũng tiến lên sân khấu. Alo. Ban tổ chức tôi xin được yêu cầu và đề nghị hai ban huấn luyện của hai đội tuyển thôn Minh Đức và thôn Minh Thịnh